Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan AEM 52 đã diễn ra hội nghị tham vấn trực tuyến lần thứ 23 giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với ba nước đối tác ngoại khối là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ASEAN Cộng 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã tái khẳng định cam kết phối hợp hành động trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch Covid-19. Theo tuyên bố chung sau hội nghị, các bộ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin của doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi sau đại dịch, nhất trí tăng cường các nỗ lực phối hợp trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế và xã hội tại khu vực, bao gồm việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP trong năm 2020. Các bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong cuộc đàm phán RCEP và công tác chuẩn bị ký kết trong năm nay. Các bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc ký kết thỏa thuận trong việc tăng lòng tin và cố cấu trúc kinh tế khu vực cũng tại hội nghị các Bộ trưởng đã bày tỏ quyết tâm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính thông qua duy trì thị trường cởi mở với thương mại và đầu tư đảm bảo kết nối chuỗi nguồn cung đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và đi lại cần thiết của người dân qua biên giới để đẩy mạnh phục hồi sau đại dịch các bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc khai thác các cơ hội của kinh tế số thông qua việc tạo điều kiện trao đổi thông tin và dữ liệu qua biên giới theo phương pháp điện tử